Rồi các bạn ơi, được bọn em đây rồi nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây các bạn ơi, bọn em đây rồi nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy em nó ra nhá. Bọn mình sẽ đặt lại bầy nhá. Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Trẻ Tây Bắc của anh em chú cháu bên mình. Hôm nay anh em chú cháu bên mình sẽ đi thả bẫy ở vườn sắn phía sau mình đây nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình, chúng ta cùng đi đặt bẫy nhé mọi người nhé. Bây giờ mình cùng đi nhé. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi đặt bẫy nhé. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ tìm lấy một cái củ sắn đó mọi người ạ. Có củ. Đây mình sẽ đặt bẫy bằng mồi sắn nhá mọi người nhá. Đây bây giờ mình sẽ đi qua phía bên này đặt bẫy nhá. Đây các bạn ơi, ở chỗ này có đường nó đi rất chi là mòn lắm nhá mọi người nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đặt một cái ở chỗ này nhá. Chỉ chuyển lên phía trên này tiếp thôi. Đây chỗ này có hang của nó đào đây mọi người. Đấy mọi người thấy chưa? Hang của nó đào rất chi là to luôn đấy. Thế là mượt mà anh chăm vào cái màn hình màn hế hùng này nè. Thank you.
Đây nha, các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân anh em mình đi thăm bẫy nha các bạn nhé. Xem thành quả như thế nào nhé. Có dính được con nào nữa không đây. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo chân thành nhé. Bẫy của anh em mình đi đặt lúc chiều các bạn ạ. Không biết sẽ như thế nào đây. Không chập được các bạn ạ. Đi qua phía bên này xem như thế nào nhé. Chỗ này không có bẫy đâu này. Rồi các bạn ơi, được bọn em đây rồi nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây các bạn ơi,
bọn em đây ra nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy em nó ra nhá. Bọn mình sẽ đặt lại bầy nhá. Ok rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đặt lại bầy vào chỗ cũ nhá mọi người nhá. Đây có hàng rồi các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ qua cái này tiếp nhé. Cái này cũng sập. Wow, các bạn ơi, có hàng tiếp rồi nhá. Đây. Một em lên nữa nhá. Con lời bé bé thôi ta. Quy là ý lỡ là quay ngang quay dọc nha. Bắt nè, bắt thật lâu. Là ngắt từ nước lối cái bom nước sầu gì kiểm chứ. Nên đang quay nè. Đang quay là bộ. Kể hả? Quên mơ. Chứ là mơ cắt đó. Thằng nó kiếm quay lâu không? Thằng nó tư anh nặng ý hả? Chỉ chẳng. Hoặc nó tư quay ngưỡng hơn nó nặng. Ê, chết chứ. Ông chưa đồn hết. Mèn. Ê cám được chưa? Ê cám nó lên ạ. Nhây cám là rõ à. Cầm con mẹ đi bác sĩ. Lâm con. Đây bây giờ mình sẽ di chuyển đến chỗ khác nhé mọi người nhé. À, các bạn ơi, đây dính cho một em nữa rồi nhé mọi người nhé. Đây dính một em nhưng mà em bé thôi mọi người ạ. Đấy. Ba em này mình nhé mọi người nhé. Này có chất phanh rồi mọi người ạ. Đây nhá, có ba em đây rồi nhá mọi người nhá.
Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên này xem tiếp nhé. Yeah. Cái này không sập thôi. Chân có sụp này. Tại đã có vùng này. Sau khi mình thấy con cái này cũng hết sập. Cái đều có lực lắm. Có nghĩa nữa kìa. Lắm lắm. Nên môn hậu thân bà lăng. Thì nghĩa nữa. Bùa hẹn. Tình hình anh em mình được 3 con này thôi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi về nhá. Rồi mai mình đi kiếm, đi lấy bẫy xem có được thêm con nào nữa không nhé mọi người nhé. Thì mình sẽ chế biến sau nhé. Bây giờ mình sẽ đi về đấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi về đấy nhé.